Võ bố đầu, ngài đi trước. Đi mau. Cứu ta. Tạp nhân đi đâu? Về thành, cứu người trước. Tin này là tìm thấy trên người chết. Trong thư tố cáo Tuy Tịnh Hầu, Tào Thừa cùng quyện lệnh quyện Hà Cốc, Lưu Quý hợp mưu chiếm năng lượng cứu nạn, dẫn tới xảy ra loạn dân, lại giấu không báo. Vụ án mạng xảy ra ở ngoại ô Kinh Thành, hai người thấy thế nào? Tháng 7 Hoàng Hà chuyển châu dở, nước lũ nhấn chìm mấy chục quyện xung quanh, phá hủy vô số đồng ruộng, bá tánh chết đuối vô số. Tình hình thiên tai mấy chục năm hiếm gặp. Chuyện này một tháng trước đã bẩm báo hoàng thượng. Hoàng thượng đặc biệt triệu hộ bộ chi ra 2.000 vạn ngân lượng để cứu tế. Nếu chuyện này là thật, Tuy Tịnh Hầu làm trái gây án, tội không thể tha, nên lập tức điều tra. Đại nhân Minh Giám, gia phụ Hàng Anh cùng Tuy Tịnh Hầu Tào Thừa thân nhau mấy đời, thuộc hạ từ nhỏ mắt thấy tai nghe, có hiểu đôi chút tính cách của Tào Thừa. Người này vốn nổi danh liêm khiết, ở địa phương bảo vệ hơn 10 năm, quân đội tự cấp, không hề động tới lợi ích của người dân. Việc tham ô này không giống hành vi tính cách của Tào Thừa. Thuộc hạ cho rằng trong này chắc chắn có quẩn khúc. Tuy Tịnh Hầu là đại sứ biên cương một phương, chỉ dựa vào một lá thư liền tấu lên hoàng thượng, e rằng quá đột ngột và qua loa. Còn nếu bỏ qua không màng, sau này xảy ra chuyện, e rằng sẽ phụ long ân của hoàng thượng. Đại nhân, ta có kế này để đế thính sứ ra quân. Dưới chân thiên tử, tặc nhân hỗn sự hơn nữa, sao dám gây án ở khu vực đế thính sứ ta quản lý. Ta nghĩ lần này Trương đại nhân có lẽ tính sai rồi. Nếu tình huống trong thư là thật, tặc nhân chắc chắn tới thăm dò thực hư, vừa hay lần theo tìm ra hung thủ thật sự. Chỉ e lúc đó người không còn, Vinh và ta uổng phí công sức đến bạc cứu nạn cũng dám chiếm làm của riêng, bọn họ có gì không dám làm? Người này là ai? Người này tên Lôi Đại Đảng, đầu óc khá đơn giản, võ công cũng tầm thường, nhưng mà rất khỏe. Dân nương, đi bốc thuốc theo đơn này. Người bị thương tối qua sao rồi? Bụng bệnh nhân bị đâm quá sâu, mất máu quá nhiều, cộng thêm sức khỏe yếu, e rằng không cứu được.
Đêm qua ta dùng thuật ngân châm tổng mạch, kết quạt tiềm năng trong cơ thể hắn, mới có thể miễn cưỡng giữ lại hơi thở. Nếu vậy có thể kiên trì mấy ngày? Cùng lắm là 7 ngày. 7 ngày. 7 ngày đủ rồi. Hôm nay đế thính sứ do ai trực? Trương đại nhân. Trương đại nhân là thuộc hạ trực. Phong Thiên Dương, mọi chuyện đã chuẩn bị thỏa đáng chưa? Đại nhân yên tâm, mời xem. Chỉ cần có người tiếp cận, chuông sẽ báo. Như vậy rất tốt. Hàn đại nhân đâu? Hàn đại nhân tới bãi hàng bến tàu điều tra rồi. Ông quản lý, dân đại nhân, gần đây có phát hiện người lạ mặt nào không? Chuyện này đuổi theo. Đuổi theo. Tránh ra, tránh ra. Làm gì vậy? Mấy người có chuyện gì vậy? Đứng lại. Ngươi lại. Người muốn lấy mạng các ngươi. Ông cụ, hai thang thuốc này tặng cho ông. Uống thuốc đúng giờ, cảm ơn. Bồ Tát sống. Thần y, cảm ơn thần y. Dân nương, mua thuốc về rồi. Được. Tình hình bệnh nhân sao rồi? Bệnh nhân cơ thể suy nhược, hiện giờ vẫn chưa thể nói chuyện. Được, có gì cần cứ nói. Đây là ám khí lúc ta giao đấu với Thích Khách đêm qua, đối phương giết người diệt khẩu để lại. Mời đại nhân xem, phi tiêu này giống hệt phi tiêu dùng để cản chúng ta phá án ở ngoài kinh thành. Người này chắc chắn là cao thủ, thảo khấu giang hồ không bị được. Ngoài kinh thành hai người bị giết, công nhân bến tàu bị giết, tối qua Thích Khách hành thích bị người ta sát hại. Chỉ trong 2 ngày dưới chân thiên tử đã xảy ra 3 vụ án, 6 người chết, đều liên quan tới thư mật báo. Xin đại nhân tấu lên hoàng thượng kiểm tra nghiêm việc cứu nạn ở Hà Cốc. Không bao lâu, lão phu tự khắc sẽ vào triều xin điều tra triệt để vụ án này. Chuyến đi này không bình thường. Tuy Tịnh Hầu dù sao cũng là trọng thần triều đình, nắm giữ trọng binh, lại còn canh giữ biên cảnh, làm việc phải vô cùng cẩn thận, không được hành xử theo cảm tính. Thuộc hạ hiểu.
Trương huynh, huynh và ta lập tức khởi hành. Nhưng lúc bọn họ chưa kịp phản ứng, điều tra rõ ràng chân tướng, chuyện tới kinh đưa thư đã bại lộ, sao có thể không chuẩn bị? Ta nghĩ chi bằng như vậy, huynh và ta chia ra hai đường, một sáng một tối, điều tra tiện hơn. Không được, chuyện cứu nạn không thể trì hoãn, không thể chậm trễ. Nếu chuyện khác âm thầm điều tra được, nhưng mà chuyện này không được. Nếu tình hình thiên tai dẫn tới bạo loạn, thì là ta và huynh thất trách. Nếu là như vậy, huynh dẫn theo đại đội đi trước, ta tự dẫn theo hai người lên đường, ăn mặc gọn nhẹ, đến huyện Hà Cốc, chúng ta lại bàn bạc. Cũng được. Người đâu? Trương huynh, mời chọn hai thị vệ bảo vệ huynh dọc đường. Tên là gì? Người đấy. Lôi. Lôi đại đảng. Nghe nói ngươi rất giỏi võ công, đánh 10 người. Một mình ngươi đánh ngã 10 người à? Không phải, 10 người có thể đánh ngã một mình tôi. Phong Thiên Dương. Phong Thiên Dương. Trương đại nhân. Trương đại nhân có chuyện khổ sai, luôn không quên ta. Nếu ta ra ngoài, sao có thể quên người như ngươi được? Hàn đại nhân, hai người họ. Trương huynh, huynh chắc chứ? Dân nương, thập hổ ca. Chuyến này nhiều lời làm khổ, vất vả cho dân nương. Thập hổ ca nói gì vậy? Nếu không phải thập hổ ca giúp, sao ta có thể mở y quán ở đây? Giữa ta và huynh còn nhắc gì tới rắc rối chứ? Nghe nói lần này tới Sơn Đông là để điều tra vụ án giết người. Vậy Trương đại ca có cùng đi với huynh không? Có. Từ lâu đã nghe nói trong tay Tây Tịnh Hầu binh hùng tướng mạnh. Nếu đơn thuần điều tra thì cũng thôi, lỡ may có liên quan tới hầu phủ, e rằng dọc đường sẽ không thuận lợi. Thư sinh như huynh ấy, thập hổ ca nên quan tâm một chút. Ta muốn giúp huynh ấy, nhưng mà huynh ấy ở trước mặt các thị vệ chọn hai người võ công kém nhất, ta cũng hết cách. Đại nhân, đây cũng không phải quán ăn, toàn là mùi thuốc. Đây là tiệm thuốc mà. Đại nhân, đại nhân. Thập hổ, Trương huynh, vụ án khẩn cấp, tạm biệt ở đây. Bảo trọng, đi nha. Hàn đại nhân đi thông thả. A Phong, theo ta đi ăn. Chuyến này không đơn giản, huynh phải bảo trọng. Dân nương yên tâm, ta tự biết chừng mực. Trương đại ca, vật này huynh phải mang theo bên mình. Nếu trên đường có khó khăn gì không thể giải quyết, đưa thứ này tới phủ Tuy Tịnh Hầu, sẽ có người bảo vệ bình an cho huynh. Vật này ta chắc chắn bảo vệ tốt. Xuất phát. Thiếu chủ, chuyện này đã làm ổn thỏa. Chuyến này gặp chút rắc rối, đã kinh động đế thính sứ, gây ra án mạng. Ra ngoài. L
tên nô tài vô dụng Lưu Quý này đến kinh thành chọc vào ai không chọc, lại đi chọc vào người của đế thính sứ, lại bộ hình bộ cũng phải nể mặt cha ta vài phần. Chỉ có gia cát Thần Phong này tự xem là thầy của hoàng thượng, không coi ai ra gì, trong triều thần cũng là người không dễ nói chuyện nhất. Hiện giờ cũng gây ra án mạng tại kinh thành. Chuyện này khó rồi đây. Đều là lỗi của thuộc hạ, xin thiếu chủ trừng phạt. Cũng không thể hoàn toàn trách ông, ông cũng là vô tình phạm lỗi. Ta đoán không tới 10 ngày người của đế thính sứ sẽ xuống điều tra. Ông nhanh chóng tới huyện nha thông báo cho Lưu Quý, bảo ông ta lau mông cho sạch, đợi người bên trên điều tra. Nhớ lấy, tuyệt đối đừng qua loa. Thuộc hạ đã rõ. Nhưng mà thiếu chủ, có phải chúng ta nên an bài sớm không? Chuyện của ta, ta tự biết chừng mực. Thuộc hạ hiểu. Ngươi nói xem, ngươi cần gì khổ như vậy? Trả cho bổng lộc tốt thì không nhận, cứ muốn thông đồng với đám điêu dân tạo phản, không muốn tới kinh thành cáo trạng hoàng thượng, gây ra rắc rối lớn như vậy. Ngươi muốn cái gì chứ? Ngươi chết không được yên. Ta chết không được yên chứ gì. Được, vậy hôm nay ta muốn xem là ai chết không được yên. Kéo hắn ra ngoài, băm nhỏ cho chó ăn. Ai đối đầu với ta, ta sẽ khiến hắn chết không toàn thây. Đây, chúng ta là đế thính sứ phụng thủ dụ của hoàng thượng, tới đây đốc thúc điều tra chuyện nạn dân. Không biết các vị đại giáo quan lâm, thất lễ không nên đón từ xa. Đứng lên nói chuyện. Tạ đại nhân. Các vị từ xa tới, đi đường vất vả, hẳn vẫn chưa dùng bữa có đúng không? Nếu không chê, ở phủ nha ăn một miếng, ta sai người lấy thêm thu xếp. Không cần rắc rối đâu, ăn bát cháo trắng là được rồi. Ông lão, mọi người từ đâu tới? Chúng ta là người dân huyện Hà Cốc, Nguyễn Châu. Trong nhà gặp nạn, ra ngoài lánh nạn. Nghe nói triều đình đã phát tiền và lương thực cứu tế, sao bây giờ vẫn phải lánh nạn? Không có đồ ăn. Trong huyện theo đầu người, mỗi ngày chỉ chia cho nửa dốc cám gạo. Thật sự không chịu nổi nữa, mới phải chạy ra ngoài. Đại đảng, chia chút lương khô cho họ. Hàng đại nhân, mời xem. Những chỗ này đều là đồng ruộng đã tu sửa. Hiện giờ trồng kiều mạch, cuối thu còn có chút thu hoạch. Lúc đó người dân sẽ không đói. Chỗ tiền còn lại còn có thể bù vào cày bừa vụ sau. Hàng đại nhân, mời bên này. Mời qua bên này, xem thử đi.
Hàn đại nhân mời xem, tiệm cháo như vậy, toàn huyện có tổng cộng hơn 50 chỗ, mỗi ngày cung cấp lương thực, đều phân phát vận chuyển từ kho nha phủ. Nhanh lên, mau dỡ hàng. Mau lên, mau lên. Hàn đại nhân, chờ một chút. Hàn đại nhân, mời xem, đây đều là gạo thượng đẳng, đều là gạo mới. Gạo nhập hàng lập tức vào sổ để Hàn đại nhân tiện kiểm tra. Dạ. Hàn đại nhân, nhân công phân bổ tới các làng thôn, hạ quan không rõ tình hình, chuyện này sư gia hiểu rõ nhất. Xe dỡ hàng xong thì mau kéo đi đi, không được chậm trễ, xe sau chuyển lương thực. Hàn đại nhân, có người gửi ngài thiệp mời. Đứng lại, ngựa ở đâu? Hà Nam, đi. Tới huyện Hà Cốc làm gì? Tới thăm người thân. Ngựa ở đâu? Người Giao Châu. Nghe giọng của ngươi giống giọng người Kinh Thành, hồi nhỏ từng mua bán ở Kinh Thành. Vậy xin lỗi, huyện thái gia có lệnh, người giọng Kinh Thành đều không được vào thành. Sao có người lạ vậy? Dựa vào đâu? Nhanh cút đi, đừng nói nhiều lời, cút mau. Ngựa ở đâu? Bốn văn. Ba văn của ngươi. Thập hổ hiền đệ, Tào huynh vẫn khỏe chứ? Huynh đệ ta chia xa, đã hơn nửa năm chưa gặp. Đúng, nào, mời vào, mời vào, mời. Hiền đệ, lâu như vậy cũng không tới thăm huynh, chuyến này công vụ bận rộn, mong huynh tha thứ cho. Giữa huynh đệ ta không cần khách sáo. Mời, mời bên này, mời. Mời bên này. Xin mời dùng. Tiểu cô nương, trà lạnh này bao nhiêu văn một bát? Vị khách quan này, người nơi khác tới sao? Trà của ta không tốn tiền. Thế này xem ra cuộc sống của người dân huyện Hà Cốc quản lý không tệ. Khách quan ngài không biết, tiệm trà của ta là tạm thời thôi, qua thời gian này là dỡ bỏ. Hiền đệ, đây là nữ nhi Hồng 15 năm. Trước đó đặc biệt vì hiền đệ lấy từ trong đất ra. Rau này là ở trong gia trang, cũng xem như vừa miệng. Huynh đệ ta tâm tình chuyện xưa, tâm sự chuyện nhà. Tào huynh sống cũng xem như thanh tịnh tao nhã. Để hiền đệ chê cười. Lũ lụt lần này tuy trong trang không gặp nạn, nhưng vua huynh cũng không thể dung mắt nhìn người dân không nhà để về, bỏ mặc không lo. Vì vậy đã thu nhận mấy trăm nạn dân, dốc chút sức hèn. Quả thật hổ thẹn. Tào huynh có tấm lòng như vậy, khiến người ta bái phục. Nào, thập hổ kính huynh một ly. Nào. Dở trò dối trá như vậy, Lưu huyện lệnh không sợ bị điều tra à? Chuyện này, khách quan, nếu lão đoán không nhầm, chắc chắn ngài là đại nhân từ Kinh Thành xuống. Đại bá, đứng lên nói chuyện. Ta có người con trai tên là Võ Khuê,
làm bổ đầu ở huyện Hà Cốc. Thời gian trước, nó cùng người vào kinh đưa thư đi cáo trạng lên hoàng thượng. Chắc chắn là ngài từng gặp Võ Khuê. Phải, Võ Khuê, dáng người dạm dở, mũi to, miệng rộng. Hàm trái của nó có một vết sẹo. Lão bá, thật không dám giấu, tại hạ chính là quan sai của đế thính sứ. Ngài đế. Lão bá, đừng khóc, có gì từ từ nói. Lần này lũ lụt trăm năm mới gặp, đồng ruộng trong huyện bị quỷ bảy phần. Sau khi nước rút, người dân không còn nhà để về. Nhưng mà quan phủ chậm trễ, mãi không phát vật tư cứu tế. Con trai ta bí mật biết được ngân lượng cứu tế của triều đình bị lưu quyện lệnh và người của phủ Tuy Tịnh Hầu chia nhau. Nó rất tức giận, dẫn theo nạn dân đi cướp kho lương. Nhưng mà kho lương nào có lương thực gì, chỉ có chút vỏ cám. Nhưng mà quan binh đến ngay sau đó, bắt hết người dân gây chuyện đi. Đại nhân, ngài nhất định phải làm chủ cho con trai ta. Ta tuyệt đối không phải bạo dân loạn đảng. Không phải. Lão bá, chuyện này điều tra rõ, ta nhất định trả cho lệnh lang công bằng. Và cả phụ mẫu đứa bé này, hôm đó cũng theo người dân tới kho lương, đến nay không rõ tung tích. Người tiếp theo, nhanh, nhanh. Lão gia, cho thêm chút cháo đi, ở đây có thể nhận được lương thực. Đi, xếp hàng. Nào, người tiếp theo, mau lên, mau lên. Mau lên. Người tiếp theo. Đi mau, đi mau. Mau lên đi. Ngươi làm gì vậy? Bọn ta ba người. Đi, đi ra, tránh ra đi. Ngươi làm gì vậy? Làm gì? Làm gì? Muốn đánh nhau à? Ta không sợ đâu. Nhiều chuyện à? Đừng cản ta, ta thật là đại đảng. Đại nhân bớt giận, hắn là kẻ ngốc, đừng tính toán. Đúng đại nhân, hắn rất ngốc. Ba người đi cùng nhau à? Sao trông hơi lạ mặt? Bọn ta từ huyện bên cạnh lánh nạn qua đây. Nếu đã như vậy, chi bằng mấy người đi cùng bọn ta, đưa các ngươi đi làm việc, có đồ ăn ngon. Thế nào? Được. Ngươi đừng vội, quản cái gì. Đi thôi. Quan gia, tiền của ngài hình như không đúng. Gây chuyện ở chỗ phát cháo, đáng lẽ phải giam các ngươi. Hiện giờ có cơm ăn, kiếm được tiền, còn không cảm ơn. Các ngươi muốn tạo phản à? Như vậy không đúng. Bọn ta phạm pháp, có quan phủ nhà môn quản, liên quan gì tới sơn trại? Ngươi nói không sai, nơi này chính là Dương Pháp, chính là nha môn. Bóp chết các ngươi còn được, giống như bóp chết ba con rệp mà thôi. Trả ta 18 văn. Đi, đi mau. Đi mau. Đại đảng, đại đảng, nhanh lên, nhanh lên. Ngươi là
ta tới cứu ngài. Nhanh đi. Trương đại nhân đi mau. Đại đảng lên. Các ngươi có gặp ba người này không? Không gặp. Nếu các ngươi gặp, thành thật khai báo, thưởng hậu hĩnh. Trương đại nhân, Hàn đại nhân có ở đây không? Có. Hàn đại nhân, Hàn đại nhân, Trương đại nhân mấy ngày không gặp, tạo hình cũng đặc biệt quá đi. Ba người bọn ta đi điều tra ngầm, trước đó rất thuận lợi, chỉ vì đại đảng lỡ ta đánh người, kinh động tới nhà môn, bất đắc dĩ mới tới gặp Hàn đại nhân. Trương đại nhân, bí mật điều tra mấy ngày, có tra được manh mối nào không? Nào, chuyện giết người tạm thời chưa rõ, nhưng mà chuyện quyển Hà Cốc tham ô hối lộ đã có chứng cứ xác thực. Tiểu hầu gia, nha môn sai người đưa thư tới, nói là tối qua ba người đánh giám sát bị thương đã vào dịch quán, hình như họ là người của đế thính sứ. Ngươi nói người của đế thính sứ đã điều tra tới Sơn Trang à? Bọn họ từng tới tiệm cháo, hình như đã tới tiệm cháo. Tên mập đó còn đánh nha dịch bị thương. Ngươi lập tức sai người tới huyện nha, nói đế thính sứ lại có thêm ba quan sa tới, bảo họ đề phòng cẩn thận. Dạ. Huynh nói thật, đều là thật. Võ lão bá ở ngoài thành, con trai ông ấy là một trong những người tới kinh thành đưa tin. Nếu Hàn đại nhân không tin, huynh có thể âm thầm kiểm tra kho lương. Ta nghĩ già nữa là rỗng. Tên cẩu quan dám lừa ta. Hàn đại nhân đừng nóng. Ta nghĩ huyện lệnh Lưu Quý chỉ là kẻ ác bề ngoài, người đứng sau chắc chắn là người khác. Không biết hai vị thượng sai đại nhân ghé qua, thất lễ không nên đón từ xa, mong hai vị lượng thứ cho. Vị này là quyển lệnh Hà Cốc, Lưu Quý Lưu đại nhân. Đây là đồng liêu của ta, Trương Thanh Vật Trương đại nhân. Mấy ngày trước ngài tới muộn là vì muốn, chỉ vì không quen đường làm lỡ hành trình, hôm nay gặp mặt hân hạnh. Nào dám. Lưu đại nhân, dọc đường bá tánh khen ngợi ngài hết lời, uy danh của ngài như sấm bên tai. Ngài quản lý huyện Hà Cốc đúng là hao tổn tâm sức, lo lắng ngày đêm, vất vả vô cùng. Nào dám, nào dám. Đây đều là chuyện trong phận sự của hạ quan, nên làm, nên làm mà. Mời hai vị đại nhân vào trong.
Tiền sư gia? Có. Quan sứ trong huyện có người tên Dương Khiêm không? Trương đại nhân nói tới Tào Lại Dương Khiêm. Người này đang ở đâu? Quả thực có tên Dương Khiêm, nhưng bất hạnh đã hy sinh trong lần lũ lụt này. Xin hỏi Trương đại nhân, hỏi hắn có chuyện gì? Dương Khiêm vốn là một môn đồ của ân sư, lần này tới đặc biệt căn dặn ta đi thăm. Người nhà Dương Khiêm có ở huyện hay là không? Dương Khiêm không phải người bản địa, hạ quan đã sai người đưa linh cữu về cho người nhà của hắn ở Hoài An. Tốt. À phải, Lưu đại nhân, ta còn có một chuyện chưa hiểu, muốn thỉnh giáo. Trương đại nhân mời nói. Trên dốc cao ngoài huyện thành, mấy nghìn ruộng đất đã sửa xong, là của Tuy Tĩnh Hầu à? Đó không phải là ruộng của hầu phủ, mà là đất công của huyện nha. Hiện giờ đã sửa sang làm mới, cũng đang gấp rút trồng kiều mạch, chuẩn bị cho nhu cầu của người dân. Đã để Lưu đại nhân vất vả. Phí liên quan có ghi chép trong sổ sách? Có. Có. Sổ sách liên quan đều ở chỗ tiền sư gia. Bẩm đại nhân, chỉ vì có khoản công mộc chưa kết toán, bi chức đang đốc thúc làm, nhất định nhanh chóng trình lên cho đại nhân xem. Hai vị đại nhân tận tâm tận sức, sau này ta chắc chắn sẽ gửi lời khen tới triều đình. Tạ đại nhân. Mấy người các ngươi trông chừng họ cho kỹ, mấy ngày nay không được để hắn đi lung tung. Tiếp xúc với ai lập tức bẩm báo. Dân, đại nhân. Đi. Việc của Dương Khiêm là do ai đảm nhận? Bẩm đại nhân, hiện giờ do bí chức đảm nhận. Đảm nhận từ ngày mấy? Hơn nửa tháng. Nửa tháng à? Vì sao toàn bộ lương thực bằng đường thủy không có chứng cứ thông quan? Chuyện này bí chức nhất thời hồ đồ đã làm mất. To gan. Chứng cứ thông quan cũng dám làm mất? Có gì là không dám làm? Lẽ nào sổ sách của các ngươi đều là giả? Xin đại nhân minh giám, bi chức tuyệt đối không dám. Theo luật pháp, đây là tội mất đầu, không đùa được. Cũng cho các ngươi hiểu pháp luật, xem các ngươi làm ra cuốn sổ lung tung như vậy. Tiền sư gia có bị chức. Sổ sách ta cần đã chỉnh lý xong chưa? Hồi bẩm đại nhân, sắp xong rồi. Có hai khoản đang cần chỉnh lý thêm. Ngày mai bi chức nhất định sẽ dâng lên. Đại nhân, không hay rồi. Kho lương hình như có người vào. Cái gì? Đại nhân, sau khi Trương đại nhân này tới, huyện nha không có ngày được yên. Tiếp tục điều tra như vậy,
chúng ta tỉ mỉ cách mấy cũng khó tránh. Đại nhân, phải nhanh chóng đưa ra chủ ý. À Phong, cả ngày hai chúng ta vất vả, ăn không ngon, ngủ không yên. Hay ta vào phòng lấy hai cái búa nện chết hắn cho xong. À Phong, nện chết hắn cho xong. Im miệng, đập chết đi. Ngươi kêu gào cái gì? Trương đại nhân bảo ngươi và ta canh chừng ở đây, tự khắc có chủ ý. Ngươi kêu gào cái gì? Đứng cả ngày người vẫn. Tiểu hầu gia, đi trước vẫn mong tiểu hầu gia tha tội. Sao ông lại tới? Không phải không cho ông tới Sơn Trang à? Tiểu hầu gia, ta hết cách rồi. Trương Thanh Dực mấy ngày nay điều tra quá gắt, hiện giờ giấy đã không gói được lửa. Tiểu hầu gia, nhanh chóng đưa ra chủ ý. Nghe đây, một khi không làm, đã làm, phải làm cho trót. Ông sai người đốt khỏi lương trong đêm, đến nhà môn đốt sổ sách. Cho dù sau này triều đình trách tội, có nghĩa phụ ta Tào Hầu gánh. Dùng Viễn Châu chúng ta nói là được. Xem mấy tên tôm tép đế thính sứ có thể làm gì. Ý của tiểu hầu gia đúng là cao minh. Nhanh, bên này cháy rồi. Mau lên, mau lên. Mau lấy nước, mau dập lửa, mau lên, mau lên. Cháy rồi, cháy rồi, bên này cháy rồi. Trương đại nhân, sao các ngươi về đây? Phát hiện chuyện gì? Có một người vào Sơn Trang, nhìn bóng dáng rất giống huyện lệnh Lưu Quý. Có đi theo xem, đã đi đâu không? Người đó ngồi kiệu vào Quyển Thành. Ta đã mất dấu, vậy nên quay về đây bẩm báo đại nhân. Không ổn, theo ta. Người đang làm gì? Ai phái người tới? Nói, ai phái người tới? Đánh ra. Chạy à? Đưa đi. Đưa đi, mau. Mau. Đại nhân, không xong rồi. Người phóng quả đã bị bắt. Đi đi. Đừng trách ta ra tay độc ác. Trương đại nhân, cho ngươi chạy chút máu nha. Đừng, Trương đại nhân. Đế thính sứ mấy người cũng không thể lạm dụng tư hình. Cứng miệng, ta bẻ răng ngươi là được. Ép cung vẫn còn nhẹ đấy. Cách lợi hại ở chỗ ta đây. Đây, xem đi. Đế thính sứ chúng ta có 18 loại vũ khí. Đảm bảo ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Ngươi nói xem, rút gần trước hay là lột da trước? Đừng, Trương đại nhân, ngài mau bảo họ dừng tay. Ta khai, ta khai. Đứng lên, xoay qua đó. Là Lưu Quý bảo tiểu nhân làm vậy. Đại nhân, so với ngồi đây chờ chết, chi bằng liều mạng
ôm nhau chết chung. Lời này là sao đây? Đại nhân dẫn người tới dịch quán đòi người, nếu bọn chúng không đưa, dứt khoát Lưu Quý to gan, muốn tạo phản à? Hai vị đại nhân, ta cũng chưa từng bạc đãi hai vị. Vì sao đêm nay vô duyên vô cớ bắt quan sai của huyện nha? Hắn ở nhà môn phóng hỏa đốt sổ sách, đương nhiên phải bắt. Đại nhân nói hắn phóng hỏa à? Nếu ta nói hắn cứu hỏa, vậy ai làm chứng? Phạm nhân đã khai, ông còn xảo biện. Lưu Quý, chuyện kho lương, trước đây ta đã đích thân kiểm tra. Ông thâm hụt sổ sách, làm giả gian dối, tham ô tiền bạc lương thực cứu nạn, còn không mau định tội, chờ tới bao giờ? Không bằng không chứng. Đại nhân nói gì mà không được? Không bằng không chứng à? Công văn vận chuyển thông quan các nơi ở châu phủ đều có, tra ra là rõ. Lẽ nào lương thực cứu nạn ở huyện Hà Cốc từ trên trời rơi xuống? Người của đế thính sứ dùng hình ép cung, ý đồ vu cáo mệnh quan triều đình. Các vị theo ta nhiều năm, chuyện này có thể bỏ qua không? Lên cho ta. Theo và cùng đường đừng đuổi. Ai? Ngũ giáo đầu là ta. Sao ngài lại tới? Một lời không nói hết. Mau đưa ta đi gặp tiểu hầu gia. Được, theo ta. Ông sao có thể hồ đồ như vậy? Chuyện tới nước này, ông bảo ta phải làm sao? Nể tình ta nhiều năm, đi theo hầu phủ. Tiểu hầu gia, ngài không thể thấy chết không cứu. Chuyện tới nước này, đế thính sứ sớm muộn cũng sẽ tra tới đây. Tạm thời để ông chịu thiệt ở lại Sơn Trang, để ta nghĩ cách cho. Dừng. Tiền sư gia ở ngoài cửa lớn xin gặp thiếu chủ. Tiền sư gia.
người chết vẻ mặt bình tĩnh, xương cổ gãy, trong miệng mũi có chút vết máu, vết hằn quanh cổ rất nông, hơn nữa xung quanh cũng không có vết bầm. Ta dám nhận định Tiền Sư Gia bị người ta sát hại, sau đó di chuyển thi thể tới đây. Đây rõ ràng là chiến thư với Đế Thính Sứ. Tặc nhân ngông cuồng như vậy đúng là vô pháp vô thiên. Theo ta thấy, nên lập tức thông báo an ủi người dân, treo thưởng truy nã Lưu Quý. Ta lập tức viết thư nói rõ tình hình với sư phụ, để ngài nhanh chóng tính toán. Cũng tốt. Trương đại nhân, Hàng đại nhân, đây là gì? Đây là liên nỏ bị chức làm ra trong đêm, bên trong chứa 10 ám tiễn, đặc biệt đưa tới cho đại nhân phòng thân. Sao lại như vậy? Đại nhân, làm chủ cho dân, xin đại nhân. Võ lão bá, mau đứng lên. Hai vị thanh thiên đại lão gia, xin nhất định làm chủ giải quan cho con ta. Võ lão bá, bá có biết tung tích của người dân bị bắt không? Hôm đó quyện lệnh Lưu Quý dẫn theo một toán quan binh tới bắt người, không ai biết những người dân đó đã đi đâu. Võ lão bá, chuyện này phải để lão bá tốn công sức, có manh mối gì phải kịp thời bẩm báo. Các vị hương thân phụ lão, quyện lệnh Lưu Quý tham ô, độc chiếm tiền tài, hiện giờ đã sợ tội bỏ trốn. Vụ án này kết thúc, ta giúp cháu tìm nơi tìm chốn, đừng ham chơi trên phố nữa. Ta đã bẩm báo rõ tình hình lên triều đình, không tới 10 ngày, triều đình sẽ đưa tới lương thực cứu nạn. Vẫn mong các vị hương thân phụ lão chuyển lời tới người quen, sớm trở về quê, xây dựng quê hương. Hay quá, tốt quá rồi, cảm ơn đại nhân. Trương đại ca, Dân Nương, sao muội tới đây? Lần này tới không phải vì huynh, mà là có chuyện khác. Được rồi, bên này. Muội vất vả rồi. Lên. Hàng đại nhân, hầu gia có nhà không? Có, mời vào trong. Chào Tào Thế Bá. Quả nhiên là tướng môn xuất hổ tử, dáng vẻ không tầm thường, hậu sinh khả quý. Công vụ bận rộn, thứ cho Điệt Nhi bái kiến chậm trễ. Đại trượng phu sao có thể vì tư lỡ vì công? Nào, theo ta vào trong. Nào, ngồi đi. Mời Thế Bá. Uống trà. Nào Thế Bá, lần này Điệt Nhi tới là có chuyện cần nhờ. Có chuyện công, cũng có chuyện riêng. Không sao, cứ nói ra. Việc công chính là quyện lệnh Hà Cốc Lưu Quý tham ô tiền tài, sợ tôi bỏ trốn. Xét cho cùng, lão phu cũng có lỗi thiếu quan sát. Lưu Quý này vốn là một viên phó tướng trong phủ ta, vì bị thương nên bỏ võ theo văn. Lão phu còn tiến cử làm quyện lệnh Hà Cốc. Hắn không nghĩ dốc lòng cho triều đình, ngược lại còn làm chuyện thiên lý khó dung. Xin Thế Bá bớt giận, chuyện này đều do một mình hắn làm chuyện xấu, liên quan gì tới ngài? Lão phu chinh chiến nửa đời, trị quân nghiêm minh. Trong quân của ta trước nay chưa từng có chuyện vi phạm pháp lệnh. Không ngờ ra khỏi quân doanh, thủ hạ lại làm ra chuyện như vậy. Lão phu hổ thẹn với tín nhiệm của đương kim hoàng thượng. Thế Bá không cần tự trách, thế gian có câu thanh giả tự thanh, đây không phải là chuyện bên ngoài có thể tác động. Thập hổ, chuyện tương như nói là chuyện gì?
Điệt Nhi to gan, muốn mượn tạm quân lương. Mượn quân lương à? Lưu Quý thiêu sạch kho lương của huyện Hà Cốc. Hiện giờ người dân không còn lương thực, mà lương thực cứu trợ lại không thể kịp thời đưa tới. Điệt Nhi biết chuyện này là trái quân lệnh, nhưng mà hy vọng Thế Bá có thể đồng cảm, đưa tay cứu giúp. Ta còn tưởng chuyện gì? Cứu dân như cứu quả, lão phu sao có thể từ chối? Ta cho phép ngươi lấy 5.000 đấu quân lương để cấp cứu huyện Hà Cốc. Thế nào? Thế Bá trọng tình trọng nghĩa, xin nhận Điệt Nhi một lại. Bẩm hầu gia, tiểu hầu gia đã về. Nói về vừa đúng lúc. Chuyện chuẩn bị quân lương cứ giao cho nó, ta cũng yên tâm hơn. Dừng. Giết. Hiền đệ, đây chính là thao trường của hầu gia. Luyện đều vào. Thiếu chủ. Hiền đệ, để ta giới thiệu. Vị này là võ giáo đầu của hầu phủ Ngũ Dân. Năm đó là chiến tướng đắc ý nhất dưới trướng gia phụ. Ngài từng là một trong những kỵ binh dũng mãnh của Diễu Châu, khiến Ngụy Quốc nghe danh đã sợ. Quan chức hổ bôn hiệu quý, Ngũ giáo đầu ngưỡng mộ đã lâu. Khách sáo. Nào, các vị trong sân đều là những người hiệp nghĩa, Vu huynh mời chào trên giang hồ. Hiền đệ, nếu có hứng thú, có thể tới luyện tập quyền cước. Các vị, vị này là người của đế thính sứ Kinh Thành, Hàng Thập Hổ, Hàng Đại Nhân, là huynh đệ kết nghĩa của ta. Hàng Đại Nhân là con Hộ Quốc Hầu tướng quân Hàng Anh, từ nhỏ được các danh sư chỉ điểm, cao nhân truyền thụ, công phu lợi hại. Hôm nay đặc biệt mời đại ấy tới thể hiện quyền cước cho mọi người xem. Nào, mời. Hay, hay lắm. Hay, hay lắm. Chê cười rồi, Ngũ đại nhân. Hiền đệ, nghe nói đệ giỏi cung tiễn, bách phát bách trúng, có thể thử không? Hay, hay lắm. Hay. Hay, hay lắm. Hiền đệ, mời qua bên này. Quân trưởng, chuyện quân lương chuẩn bị sao rồi? Ta đã bảo Ngũ Dân dẫn người đi đốc thúc giám sát, tối nay chắc chắn sẽ xong. Quân trưởng, ta cảm thấy hiền đệ, để đừng vội. Vội hơn nữa cũng không vội vào lúc này. Hôm nay chúng ta tạm thời ở trong phủ, sáng mai lập tức xuất phát. Ta đã chuẩn bị phòng rồi. Nào, xin mời. Võ lão bá uống trà. Dừng. Võ lão bá, có chuyện này không biết nên nói hay là không? Đại nhân, mời nói. Võ lão bá, con trai bá Võ Khuê đã bị người ta sát hại ở Kinh Thành. Cái gì? Trương đại nhân, con trai ta
Nó ở đây chờ ta. Ta đi rồi về ngay. Trương đại nhân, không ngờ chúng ta lại gặp nhau rồi. Lưu Quý, nếu ông chịu dừng tay, có lẽ vẫn còn con đường sống. Giết người, Lưu Quý ta mới còn con đường sống. Để lại lời này, đi nói với Diêm Vương đi. Đứng im. Võ lão bá. Võ lão bá. Ông ơi, ông tỉnh lại đi. Ông ơi. Người dân nghe đây. Tuy Tịnh Hầu đã đưa lương thực tới cho mọi người. Người dân nghe đây. Nếu lương thực đã giao xong, vậy ta cũng phải về bẩm báo với phụ thân. Trương đại nhân, nghe nói đêm qua ngài đã bắt được huyện lệnh Lưu Quý, có chuyện này không? Đêm qua Lưu Quý tới hành thích ta, bị ta dùng ám tiễn bắn bị thương, bắt ngay tại chỗ, hiện giờ nhốt trong đại lao của huyện nha. Trương đại nhân, tại hạ có yêu cầu hơi quá đáng, không biết có nên nói không? Tiểu hầu gia cứ nói thẳng. Lưu Quý đó vốn là tướng xưa của gia phụ, có thể giao phạm nhân cho hầu phủ thẩm tra hay không? Vụ án chưa rõ, Lưu Quý là trọng phạm. Đừng nói hắn tham ô tiền và lương thực cứu nạn, đêm qua hành thích khâm sai triều đình đã là trọng tội, nên đưa về để thính sứ kinh thành thẩm tra. Chuyện này thứ không thể đồng ý, vẫn mong tiểu hầu gia bỏ qua. Giao phụ trấn thủ biên cương, lập công lao cho xã tắc. Nếu hai vị áp giải phạm nhân về kinh thành thẩm vấn, chuyện này truyền ra bên ngoài, để mặt mũi gia phủ ở đâu? Vẫn mong Trương đại nhân nể mặt hầu phủ cho mượn lương thực cứu người, chừa ta một khoản ân tình. Chuyện liên quan tới pháp lệnh quốc gia, sao có thể dùng tình giải quyết? Được rồi. Trương đại nhân không hiểu tình nghĩa như vậy, ngài cũng không nghĩ xem huyện Hà Cốc là địa bàn của ai. Nếu hầu phủ không chịu, e rằng cái con ruồi ngài cũng không thể mang khỏi. Tiểu hầu gia nói đùa. Thiên hạ, lẽ nào thiên hạ này là thiên hạ của Tuy Tịnh Hầu à? Được, vậy chúng ta chờ xem. Không tiễn. Thiếu gia, Diêm quản gia không thấy đâu nữa. Sai người đi tìm. Chúng thuộc hạ đã đi, nhưng mà tìm hai ngày rồi cũng không có tung tích. Lập tức cử người trông chừng chặt cửa huyện nha, nhất cử nhất động đều phải quay về bản báo. Dạ. Trương Thanh Dực
Muốn đấu với ta à? Được, ta chơi với người tới cùng. Dừng. Lưu Quý, mau khai đi, tránh chịu nỗi đau thể xác. Lưu Quý, tên cẩu tặc nhà ngươi rốt cuộc có khai hay không? Được, ngươi giỏi. Được rồi, ta sẽ dùng 18 cực hình của đế thánh sứ để xem ngươi còn cứng miệng tới cỡ nào. Khoan đã, đưa hắn ra ngoài đi. Các ngươi nhớ kỹ, từ hôm nay nha môn thẩm án, ta cho các ngươi động thủ, đừng thật sự làm Lưu Quý bị thương. Diễn kịch đủ là được. Cút! Cút! Dừng! Hàng đại nhân, Trương đại nhân, tiểu hầu gia phái người gửi thiệp mời, mời hai vị tới dự tiệc. Được rồi, ta biết rồi, lui xuống đi. Dạ. Cuối cùng hồ ly đã lòi đuôi. Trương đại nhân, hôm trước đã đắc tội, mong bỏ qua cho. Không dám. Vẫn mong tiểu hầu gia lượng thứ. Hôm nay thỉnh tình mời tiệc, bọn ta thật sự rất hổ thẹn. Được. Trương đại nhân, thập bổ quân đệ nhiều ngày phá án vất vả. Nào, ta kính hai người một ly. Sao vậy? Không hợp khẩu vị à? Rượu này là rượu lâu năm đốt hầm ủ ở địa phương. Trong phủ cũng chỉ có một hũ mà thôi. Rượu này thơm nồng, quả thực là rượu ngon. Nhưng mà ủ một hũ rượu như vậy, rốt cuộc lãng phí bao nhiêu lương thực? Rượu là vật kích thích, mà lương thực là để cứu mạng. Hiện giờ người dân huyện Hà Cốc những nhịn đói khát, chúng ta ở đây cơm no rượu say, sao có thể như vậy? Đại nhân nghĩ nhiều rồi. Hiện giờ đã bắt được phạm nhân Lưu Quý, vụ án huyện Hà Cốc nên kết thúc ở đây. Vụ án này kết thúc, triều đình sẽ cử tri huyện mới tới, tiền và lương thực quốc tế cũng sẽ được vận chuyển, nạn của bá tánh coi như đã được hóa giải. Vụ án này kết thúc như thế nào, vẫn mong tiểu hầu gia chỉ giáo cho. Nếu Trương đại nhân tin ta, vẫn là giao phạm nhân Lưu Quý cho hầu phủ xử lý. Hai vị về kinh bẩm báo, ta tự khắc sẽ bảo gia phụ bẩm báo triều đình, biểu dương công trạng của hai người. Như vậy sẽ giữ được mặt mũi cho gia phụ, hai vị lại có được danh tiếng liêm khiết, không phải tốt hơn sao? Không biết ý của hàng đại nhân như thế nào. Khoan đã, Trương đại nhân, nếu không muốn giữ những vật ngoài thân này, trân châu mã não, sơn hào hải vị, chỉ cần nói ra là được ngay. Sau này ta chắc chắn sẽ sai người đưa tới phủ ở kinh thành cảm tạ. Tiểu hầu gia, ngài đang nói đùa à? Giữa ngài và ta sao có thể nói đùa? Vẫn mong Trương đại nhân giúp đỡ cho.
Thịnh tình của tiểu hầu gia, tại hạ thật sự nhận không nổi. Vậy sao? Nơi này không có người ngoài, không hưởng nổi như thế nào? Người đang làm, trời đang nhìn, sao ta dám hành động tùy tiện? Tiểu hầu gia, ngài có biết trên đại đường bốn huyện đã nhận được bao nhiêu cáo trạng áp bá bổn huyện, cướp ruộng đất, bắt nạt dân nữ? Ngài có biết phụ tử Võ Thị kêu quan cho dân lần lượt chết thảm? Ngài có biết vì không có đồ ăn, bao nhiêu bá tánh phải chết đói trên phố? Lúc này chúng ta ngồi ở đây, có bao nhiêu đôi mắt của quan hồn đang nhìn vào chúng ta? Tiểu hầu gia, sao có thể hưởng thụ lương tâm làm sao yên? Cáo từ. Nếu đã như vậy, không còn cách nào khác, chỉ có thể mạo hiểm thôi. Thuộc hạ hiểu. Thiếu chủ, bảo động. Dân, ta đã đoán ra hung thủ ngày đó ở kinh thành ra tay giết người là ngươi từ lâu. Đáng tiếc ngươi cả đời anh minh lại đầu quân nhầm nhà, nối giáo cho giặc là ngươi, đã hủy một đời anh minh của kỵ quân Duyển Châu. Hàng thập hổ tôn trọng ngươi là trang hảo hán, lần cuối khuyên ngươi đừng chấp mê bất ngộ. Ngươi quá hồ đồ. Vào trong. Đại nhân. Lưu Quý,
Ông xem đi, đây chính là chuyện tốt mà tiểu hầu gia ông bao che đang làm. Chuyện tới nước này còn không mau khai. Phụ thân, xin người cứu con. Tên nghiệp chướng nhà ngươi, bảo ta làm sao ăn nói với phụ thân thân sinh đã chết của ngươi. Huynh đệ, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ coi An Dân như con đẻ của mình. Ngươi, phụ thân cứ việc đánh con xả giận. An Dân biết sai rồi, con vốn chỉ muốn mượn tạm vài ngày, không ngờ bên Lưu Quý làm việc không chu toàn, dẫn tới nạn dân hô hào cướp kho lương, mới phát hiện bên trong không có lương thực. Con sợ mọi chuyện bại lộ mới đồng lõi với họ, không ngờ sai một ly đi một dặm. Phụ thân, xin người cứu con. Vụ án huyện Hà Cốc tham ô do hầu phủ tự xử lý, hai người mau chóng về kinh. Nếu gia các đại nhân đã hạ lệnh bảo chúng ta giao người rồi về kinh bẩm báo, ngươi và ta nên làm theo. Hai ta cứ như vậy rời đi, với bên trên dễ báo cáo, với bên dưới phải làm sao ăn nói. Tào An Dân tội ác tày trời, sau này cũng muốn sát hại bá tánh, sao ta có thể phụ tín nhiệm và trọng trách của triều đình? So với cứ hồ đồ như vậy mà quay về, thà rằng vạch trần ta mất chức quan cũng không quan trọng. Trương đại nhân, chẳng lẽ quân muốn kháng lệnh? Hàn đại nhân đừng vội, trái lại ta có một kế, nhưng mà kế này vô cùng nguy hiểm, không biết Hàn đại nhân có thể giúp ta không? Nếu Trương đại nhân có thể bỏ cả chức quan thì ta có gì mà không dám. Tiểu hầu gia, đây là thư Hàn đại nhân gửi cho ngài. Vụ án huyện Hàm Cốc tham nhũng ngân lượng cứu nạn nay đã ra rõ, đều do một mình huyện lệnh Lưu Quý làm, không liên quan tới phủ Tuy Tịnh Hầu. Hiện giờ Trương Thanh Dật đã bị gia các Thuần Phong dạy dỗ gọi về, mời Tào huynh ngày mai tới huyện nha đón phạm nhân, đừng chậm trễ. Thư của Lý Tướng Quốc triều đình là thật, gia các lão đầu của đế thính sứ quả nhiên đã khuất phục. Không phải ngài đã rời đi rồi à? Nếu không khiến ngươi chịu tội, sao ta nỡ rời bỏ huyện Hà Cốc? Thập Hổ huynh, uổng ta một lòng chân thành đối đãi, huynh lại đối xử với ta như vậy, lương tâm của huynh có yên không? Tào An Dân, ngươi tham ô tiền cứu mạng bá tánh, lương tâm của ngươi có yên không? Biết vậy ban đầu ngươi đừng làm. Hàn Thập Hổ,
Đủ rồi. Hầu gia, tiểu hầu gia vừa vào quyển nha quyển hạ cốc liền bị Trương Thanh Vật dẫn người bắt lại. Cái gì? An Dân bị bắt à? Trương Thanh Vật đúng là đáng ghét, không đặt lão phu trong mắt. Nào, truyền tướng lệnh của ta, đánh trống điểm binh. Dân phụ thân, phụ thân, Trương Thanh Vật dẫn người ép con ký vào bản khẩu cung. Người phải làm chủ cho con. Hắn làm khó con là chuyện nhỏ, bôi nhọ phụ thân mới là chuyện lớn. Đây, đây rõ ràng là đánh vào mặt người. Con theo ta ra ngoài trước, chút nữa ta tự đi lý luận với hắn. Đi. Phụ thân, đây chính là Trương Thanh Vật. Ngươi có biết chết là gì không? Hầu gia, sao ta có thể không biết chết là gì? Có cái chết nhẹ tự Long Hồng, nặng tự Thái Sơn. Ta chết vì quốc gia xã tắc, chết có gì đáng sợ? Lời ngon tiếng ngọt. Ta có giết ngươi, đương kim thánh thượng cũng sẽ không hề hay biết. Dân nương, đây. Giống. Thật sự quá giống. Giống hệt mẫu thân con năm xưa. Ta biết con đang quán hận ta. Ta bỏ nhà tòng quân, đi một lần liền đi 15 năm. Khi ta trở về, biết mẹ con mắc bệnh qua đời, con lại được người ta nhận nuôi, không rõ tung tích. Đây đều là lỗi của ta. Ta có lỗi với hai mẹ con. Nhưng mà nhiều năm như vậy, lão phu chưa từng dám quên. Hầu gia không cần nói nữa. Ngài đừng vì tư lợi cá nhân mà làm hại bất kỳ ai nữa. Chiến tranh nổi lên, sinh linh đồ thán, sẽ lại có biết bao nhiêu người dân vô tội. Giống ngài và ta cốt nhục phân ly, giống mẫu thân ngày xưa, ngày đêm nhớ mong trượng phu, đau buồn mà chết. Con gái, ta, sao ta có thể không biết? Sao ta có thể không biết nỗi đau cắt da này chứ? Con gái à. Hầu gia muốn giết ta, đương nhiên là chuyện nhỏ, nhưng bị chấp nhận là bổng lộc quốc gia. Đương nhiên sẽ tuân theo luật pháp, làm việc công minh. Cho dù có chết, cũng không thể vì uy hiếp của hầu gia mà phá hỏng pháp luật. Ta muốn hỏi ngươi, nếu vụ án này đã giao cho hầu phủ xử lý, vì sao ngươi phải cắn chặt không buông? Chủ mưu Tào An Dân chưa bị bắt quy án, hầu gia bảo ta làm sao chuyển giao hồ sơ. Còn ta, An Dân tuy có sai, nhưng cũng chỉ là bị người ta lừa, sao thành kẻ chủ mưu được chứ? Người đâu? Đưa phạm nhân lên. Dân, đại nhân. Hầu gia, ngài có muốn nghe lời của người dân huyện Hà Cốc không? Hầu gia, quan uổng quá, quan uổng quá hầu gia, xin người làm chủ cho bọn ta.
Lão gia, tránh ra. Nói thật ta nghe, những gì viết trên cáo trạng có phải thật không? Hầu gia tha mạng, nô tài cũng là phụng mệnh hành sự. Cẩu nô tài nhà ngươi, bình thường ta không bạc đãi ngươi. Ngươi còn ở đây ăn nói bừa bãi. Ở đây không có chỗ cho ngươi nói. Người đâu? Trói Tào An Dân lại. Phụ thân, người đừng nghe bọn điêu dân này nói chuyện. Bọn chúng chỉ ăn nói sằng bậy. Mỗi khi ước con ký ở gia trang đều có hai bên ký tên, tuyệt đối không có chuyện lừa dối. Cho dù có cũng là hành động của đám điêu dân này. Ngươi và ta tác chiến nhiều năm, ta có từng bạc đãi ngươi hay không? Dạ chưa. Tốt. Hôm nay ngươi nói một câu trung thực với ta. Bạc cứu nạn rốt cuộc là do ai tham ô? Hầu gia đi chức có tội. Những chuyện này đều là tiểu hầu gia sai bi chức làm. Hầu gia, hầu gia, hầu gia, hầu gia. Nhị nha. Mẹ. Mẹ. Mẹ, cuối cùng mẹ cũng sống gặp được con rồi. Mẹ. Tào Thừa, ngươi giả nhân giả nghĩa, làm sao xứng đáng với phụ thân đã chết của ta chứ? Lần này tới kinh thành, lão phu sẽ đích thân gặp thánh thượng, chịu đòn nhận tội, xử theo quốc pháp. Chỉ có điều lão phu còn một chuyện thật sự không yên tâm. Vẫn mong hai vị hiền điệt sau này có thể quan tâm tiểu nữ nhiều hơn một chút. Thế bá đại nghĩa, chúng ta đều thấy rõ. Ngài yên tâm, chuyện của muội muội sau này sẽ là chuyện trong nhà của chúng ta. Trên kinh thành, trước mặt các vị đại nhân, ta nhất định nói giúp cho ngài. Tào hậu yên tâm, hoàng thượng thánh minh chắc chắn sẽ xử lý công bằng. Phụ thân, nếu có thể bình an trở về, con sẽ luôn ở bên cạnh người. Cáo từ, thế báo mẫu rộng. Đi. Thank you.